Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Trong cái bài học số 11 này thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về một cái chức năng checkbox ở trong Excel. Để làm sao để khi chúng ta thể hiện thông tin thì chúng ta thể là bật tắt cái này đây. Đó, bật tắt đây. Đó. Và chúng ta sẽ kết hợp cái checkbox này để phân tích một cái kết quả sản xuất. Và kết quả sản xuất đó chúng ta phải xử lý và cho những cái thông tin đó lên trên cái biểu đồ. Rồi chúng ta sang cái phần thực hành. Ở đây thì ban đầu thì chúng ta sẽ có cái bảng thông tin thế này. Đó, thì chúng ta phải xử lý cái bảng này trước khi chúng ta đưa lên biểu đồ, được chưa? Rồi thì chúng ta copy cái này sang Ctrl C. Copy sang đây. Đó. Và mấy cái tháng này chúng ta copy luôn. Được chưa? Để có các cái nút checkbox ở phía dưới thì mình sẽ sử dụng chức năng là gì? Developer, Insert và checkbox. Đây chúng ta để đây. Rồi, xóa bỏ phần chữ đi. Chúng ta xóa bỏ đây. Được chưa? Rồi copy sang bên kia. Ctrl D này, một cái này, hai cái này. Đó. Chúng ta di chuyển vào các vị trí của nó. Chưa? Rồi thì có ba nút checkbox này rồi. Thì chúng ta sẽ làm từng cái một này. Cái thứ nhất, chọn format control này. Ở trong này nó có cái phần cell link ấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ liên kết, chúng ta sẽ link cái mục checkbox này đến cái ô nào. Đây mình sẽ link đến cái ô này. Đó. True này, khi chúng ta bật lên là true này và tắt thì nó sẽ ra chữ false. Thì true false này thế nào? Thì biểu đồ nó hiểu là gì? True có nghĩa là nó thể hiện cái thông tin lên biểu đồ, và chữ false có nghĩa là thông tin không được thể hiện trên biểu đồ. Và áp dụng cho cái nút checkbox số 2. Format control này và link đến cái ô bên cạnh. Và tiếp tục hiệu suất. Chúng ta link sang cái ô bên cạnh tiếp. Đó. Thì khi chúng ta có này rồi thì chúng ta sử dụng một cái hàm if để cho Excel hiểu rằng là gì, nếu mà cái ô này đó bằng này true này thì chúng ta sẽ thể hiện các cái thông số ở bên cái bảng này lên trên biểu đồ, còn nếu mà cái ô này nó không phải là true ấy thì chúng ta sẽ để trống, có nghĩa là thông tin chúng ta không thể hiện lên trên biểu đồ. Rồi để kéo được công thức thì chúng ta phải cố định cái dòng 12 này. Được chưa ạ? Đó, bởi vì sao? Vì cái này nó có 3 cột B, C, D này, cho nên cột nó có sự thay đổi. Nhưng ba cái cột này nó chỉ nằm trong một dòng 12 thôi. Do đó anh chị em nó cố định dòng 12 nhé. Rồi, Enter xuống. Chúng ta kéo xuống này. Đó. Thì nếu mà cái này chúng ta để true là gì? Đấy, thì nó sẽ có số liệu đúng không? Rồi kéo sang đây và kéo xuống. Được chưa? Còn cái phần hiệu suất này thì mình sẽ cho nó sang phần trăm này. Đấy, được chưa? Thì khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ bôi đen ba cái cột này và cho ba cái cột này vào trong cái biểu đồ. Đây. Rồi chúng ta đặt biểu đồ vào vị trí cho nó khéo một chút xíu. Kéo xuống đây. Được chưa? Thì trong biểu đồ này, để cho biểu đồ nó đơn giản ấy, thì chúng ta sẽ xóa những cái gì không cần thiết. Ví dụ như cái này chúng ta xóa đi. Và cái tên biểu đồ chúng ta xóa luôn. Được chưa? Trong biểu đồ này này thì anh chị em thấy chỉ có hai cột đúng không ạ? Xanh và cột vàng. Xanh là cái cột input, vàng là gì? Output. Nhưng mà hiệu suất thì chúng ta không thấy nằm đâu cả. Đó. Thế để có phần hiệu suất thì anh chị em vào cái mục là chain này, chart time. Đó, chọn phần combo đây nhá. Rồi, đây là cột số 3 đây. Kích hoạt này lên. Và kiểu thì chúng ta chọn cái kiểu này đi. Ok. Được chưa? Đó.
Hai cột này chúng ta muốn cho to lên thì chúng ta chọn file này, format này. À cái phần gap, gap width này chúng ta có thể tăng to lên này. Đó anh chị em cho to lên. Đây nhỏ này. Rồi chúng ta để 100 xem nào. Đấy to lên đúng không? Rồi màu sắc. Màu sắc đây, đây là màu sắc. Màu đơn sắc này. Màu gì đây, ví dụ. Cho màu này, được chưa? Hay là màu đa sắc, đây là màu đa sắc. Đấy ai thích màu gì thì chúng ta chọn màu đấy. Được chưa? Rồi mình sử dụng màu đơn sắc đấy. Còn cái phần cột số 3 này, cái phần thông tin cột số 3 đấy, thì chúng ta sẽ vào phần này, à, phần line. Được chưa? Đó chọn cho nó cái màu gì đó đi, cho màu xanh đi. Được chưa? Và cái nút này thì anh chị em sang phần là maker option. À, cho cái màu này thì solid là màu sắc, cho màu vàng. Đó, đường viền thì chúng ta cho một cái màu đỏ. Đây border là đường viền, fill là màu phía trong của nó. Đó, màu phía trong thì cho màu vàng này. À cái đường viền thì chúng ta cho cái màu đỏ nhá. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta kiểm tra lại xem là cái nút checkbox này nó có hoạt động chứ không. Đấy anh chị em thấy chưa? Đây, output đây. Đó. Vài phần hiệu suất đây. Đấy. Còn bên này thì chúng ta xử lý xong rồi. Thì để cho cái phần báo cáo cho đẹp nhất thì anh chị em cho cái màu sắc của những cái ô này nó cho màu trắng đi. Chúng ta phải cho màu trắng này. Được chưa? Đó. Rồi. Còn cái phần màu sắc của các cái đường viền này thì chúng ta chọn là phần no border. À phần nền chúng ta chọn là no color. Đó no fill. Rồi cho mấy cột này nó bé một chút xíu. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tắt này đi, vào view này. Chọn phần heading, mình sẽ tắt các cái phần tiêu đề xung quanh ấy. Đó, thì qua đây anh chị em sẽ hiểu được cái cách sử dụng checkbox để chúng ta có thể lập ra cái báo cáo như thế nào. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong cái bài học tiếp theo. Xin chào.